Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việc thực thi luật pháp ở Việt Nam thường nhảy từ thái cực này sang thái cực khác Ngày 22 tháng 9 trên Facebook Đức Minh Nguyễn có bài bình luận về thực trạng của hệ thống pháp luật Việt Nam Theo đó các yêu cầu thực thi pháp luật luôn nhảy từ thái cực này sang thái cực khác Tác giả cho biết ngồi nói chuyện với một luật sư nước ngoài có hàng chục năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam tác giả hỏi điều gì khó khăn nhất khi đầu tư vào việt nam ông luật sư trả lời sự khó tiên đoán của pháp luật nhất là khâu thực thi ông ta lấy ví dụ về vấn đề phòng cháy chữa cháy đang rất nóng hiện nay về mặt pháp luật trên giấy mà nói quy định về phòng cháy chữa cháy của việt nam yêu cầu khá cao so với các nước thu nhập trung bình thấp hình ảnh status trên facebook đức minh nguyễn Trước đây khi thực thi, các cán bộ phòng cháy chữa cháy cũng đơn giản hóa hoặc bỏ qua một số yêu cầu mà họ cho là không thực sự cần thiết. Quy định nào nhất định phải tuân thủ, quy định nào có thể linh hoạt là luật bất thành văn giữa những người làm thực tiễn. Nhưng đến khi có vụ cháy lớn, chính quyền ra quân ra soát rầm rộ và yêu cầu phải tuân thủ 100%. Đây là sự thay đổi về thực thi pháp luật một cách đột ngột, không có lộ trình, không thể dự liệu, chi phí lớn nhiều trường hợp bất khả thi thậm chí hồi tố lật lại những quyết định trước đó của chính họ vị luật sư nước ngoài cho hay thực ra nhà đầu tư đến từ nước ông không ngại tuân thủ quy định dù chi phí có thể cao nhưng quan trọng là phải rõ ràng từ đầu để họ còn lập kế hoạch họ không kinh doanh một mình mỗi lần thay đổi như vậy là họ phải đàm phán với ngân hàng phải xin phép các cổ đông để điều chỉnh dòng tiền ông luật sư nói thêm không chỉ phòng cháy chữa cháy cứ có vụ ngộ độc thực phẩm chết người hay ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc dư luận rộ lên một vấn đề gì đó là hệ thống chính quyền sẽ phản ứng rất mạnh khiến các doanh nghiệp luôn ở thế bị động. Tác giả đưa ra nhận xét rằng Việt Nam vẫn hay nhảy từ thái cực này sang thái cực khác như vậy. Ông luật sư gật đầu chính xác. Hình ảnh luật một đằng thực thi một nẻo là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Tác giả nói ông nghĩ rằng một phần nguyên nhân là do hệ thống hành chính của việt nam bị chính trị hóa quá mạnh nó không hành động theo các tiêu chuẩn quản trị công mà theo áp lực chính trị áp lực dư luận nhiều hơn điều đó cũng có cái hay là đôi lúc vấn đề được giải quyết rất nhanh nhưng cái dở là sự thiếu ổn định của pháp luật và môi trường kinh doanh ông luật sư đồng ý và hỏi người việt nam có nghĩ đến giải pháp gì không tác giả trả lời bản thân lãnh đạo cũng thích như vậy vì quyền lực của họ mạnh hơn ở việt nam cũng có một số người kêu gọi cần có sự độc lập nhất định giữa hành chính và chính trị nhưng mà có vẻ xu hướng chính trị hóa ngày càng thắng thế quả thực nếu ở một quốc gia dân chủ pháp quyền hệ thống hành pháp chỉ vận hành theo các quy định của pháp luật không chịu sự chi phối của bất kỳ đảng phái nào khi đó dù đảng nào cầm quyền hoặc thậm chí có giai đoạn chính trị khủng hoảng không thành lập được chính phủ thì hệ thống hành pháp vẫn vận hành trơn tru điều này tạo ra sự bình an và ổn định cho xã hội bất kể những thay đổi về chính trị ở việt nam pháp quyền chỉ là khái niệm xuất hiện trong các báo cáo tài liệu nghiên cứu lúc bình thường cả xã hội vận hành nhờ các mối quan hệ nhờ các kiểu phong bao phong bì chứ chẳng mấy ai quan tâm đến quy định của pháp luật bởi quan chức công chức mới là người quyết định hoặc giải quyết vấn đề chỉ khi đấu đá nội bộ hoặc có những sự cố lớn gây ảnh hưởng đến xã hội, lúc đó người ta mới dở văn bản luật ra soi. Một xã hội như vậy tạo ra sự bất an cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới doanh nghiệp, rất cần sự ổn định để làm ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việc thực thi luật pháp ở Việt Nam thường nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Tổng thống Ukraine lần đầu xuất hiện tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine. Ngày 21 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Nga-Ukraine đụng độ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bản tin cho hay đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phát biểu về cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine. Đại sứ Nga Vasily Nabenzia phản đối việc ông Zelensky phát biểu khi bắt đầu phiên họp. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 21 tháng 9. VOA dẫn lời Thủ tướng Albania Edi Rama với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Moscow. Nước từ lâu đã nói rằng cuộc xâm lược không phải là một cuộc chiến tranh mà chỉ là một chiến dịch quân sự đặc biệt tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một chiến dịch đặc biệt của tổng thống albania có một giải pháp cho vấn đề này ông rama nói thẳng với ông nebenzia nếu ông muốn hãy dừng chiến tranh rồi tổng thống zelensky sẽ không lên tiếng vì vậy cho biết ông nebenzia không đồng ý ông nói rằng phiên họp là một cuộc trình diễn và chỉ trích ông rama vì những gì ông nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò là người bảo vệ trung lập. Sau phiên họp, ông Zelensky cảm ơn ông Rama trên mạng xã hội, nói rằng ông Rama đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, với những lời dối trá và đạo đức giả của nước này, VOA cho hay. Để tìm cách biện minh cho cuộc xâm lược của mình, Moscow đã nói rằng tham vọng của Ukraine là muốn hội nhập với phương Tây, bao gồm cả NATO, là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Nga, một khẳng định mà Kiev và các đồng minh phủ nhận là một cái cớ vô căn cứ để tấn công. Hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9. VOA cho biết thêm, khi đưa ra phát biểu sau cuộc tranh luận qua lại, ông Zelensky yêu cầu Nga bị tước quyền phủ quyết với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau Thế chiến thứ hai như một hình phạt vì tấn công Ukraine. Xuất hiện trong phòng sau khi ông Zelensky rời đi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ việc Moscow sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp, cáo buộc Kiev và phương Tây chỉ tuân theo một cách có chọn lọc các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1945 khi nó phù hợp với họ. Một ngày trước, ngày 20 tháng 9, VOA loan tin, tại Liên Hiệp Quốc, Ukraine yêu cầu Nga ngừng chiến tranh để thế giới xử lý các khủng hoảng cấp bách. Theo đó, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc UNGA hôm 19 tháng 9 hãy đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga và nói rằng Moscow phải bị đẩy lùi để thế giới có thể chuyển sang giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách. Hình ảnh bản tin VOA ngày 20 tháng 9. Theo VOA, ông Zelensky đã thu hút những tràng pháo tay khi đứng tại bục phát biểu của Đại hội đồng ở New York trong lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên tại Đại hội đồng thường niên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Ông Zelensky nói, Ukraine đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng sau sự xâm lược của Nga, không ai trên thế giới dám tấn công bất kỳ quốc gia nào. Việc vũ khí hóa phải được khống chế, tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải trở về nhà và những kẻ chiếm đóng phải về quê hương của họ chúng ta phải đoàn kết để làm được điều đó và chúng ta sẽ làm được điều đó ông zelensky cáo buộc nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu đất đai mà họ chiếm giữ từ kiev ông zelensky nói về cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ và các thảm họa thiên nhiên đề cập đến trận động đất gần đây ở maroc và lũ lụt ở libya ông nói trước đại hội đồng chúng ta phải ngăn chặn nó chúng ta phải đoàn kết hành động để đánh bại kẻ xâm lược và tập trung toàn bộ khả năng cũng như sức lực của mình vào việc giải quyết những thách thức này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tổng thống Ukraine lần đầu xuất hiện tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hiệp quốc kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc Thơ thời báo d